Vâng, xin chào mọi người, mình tên là Minh, mình đến từ công ty cổ phần trường công nghệ thông tin TÂN ĐỨC. Thì mình rất là tự hào giới thiệu công ty là đơn vị duy nhất ở khu vực phía Nam Việt Nam là đơn vị đào tạo được chứng nhận là Silver Partner Learning của Microsoft. Thì TÂN ĐỨC đã được thành lập từ rất là lâu, thì bên mình là đối tác của Microsoft về cái mảng Learning. Ngoài ra thì bên mình còn là đối tác của Amazon Web Service cũng như là IGN Asia.